Những hình ảnh này không còn xa lạ với người dân ở thôn Đoàn Kết, xã Đắc Ngọc trong vụ mùa cà phê năm nay. Nhiều vườn cây gần 40 năm tuổi không còn năng suất nhưng vẫn chưa được phá bỏ. Giá cà phê thấp là một trong những nguyên nhân khiến người dân nơi này trì hoãn việc tái canh. Tại sao mà hiện nay có nhiều những diện tích cà phê này xuống cấp trầm trọng là người dân người ta không muốn phá. Ở cái chỗ là phá đi là không biết tái canh có được hay không, có trồng được cái cây nên mà thu hay không. Thế cho nên là vấn đề rất là khó khăn. Thì nói thật ra nếu mà nói về mặn mà là hiện nay là dân người ta không mặn mà với cây cà phê đấy. Không làm thì không có công ăn việc làm, mà làm vào thì mắc nợ rồi khó khăn. Giá cà phê tươi tại huyện Đắc Hà hiện ở mức từ 6.700 đồng đến 7.000 đồng. Giá sản phẩm thấp nhưng giá thuê nhân công trong vụ mùa này tăng cao. Qua trao đổi với chính quyền địa phương, giá thu hái cà phê chiếm khoảng 15% giá trị tổng sản lượng. Tuy nhiên, việc thuê được nhân công không phải là điều dễ dàng. Dù Ủy ban Nhân dân xã Đắc Ngọc đã điều tiết, phân công lao động, nhưng hiện nhiều diện tích cà phê trên địa bàn quả đã chín, khô và rụng nhưng vẫn chưa tìm được người hái. Trước đây mà khi mà có giá, có điều kiện thì người ta chủ động về các cái loại phân bón. Hiện nay thì phải dựa vào các cái cơ sở cung cấp vật tư. Vậy mình tăng thêm cái phần chi phí làm ảnh hưởng đến cái thu nhập chung, và đặc biệt thì nhiều hộ hiện nay là phải vay vốn từ ngân hàng để đầu tư, và khả năng thu hồi vốn cũng như là trả nợ cho ngân hàng cũng rất là khó khăn. Một số thì đầu tư thì hiện nay là tăng cao, ngoài cái giá phân bón là các thì ngày công tăng cao. Đặc biệt thời gian gần đây thì do cái tác động của ảnh hưởng của cái thiên tai, những cái nguồn lao động để phục vụ cho việc thu hoạch cà phê so với các năm trước đây thì nó khó khăn hơn. Giá cà phê thấp tác động mạnh đến đời sống của công nhân thuộc các công ty cà phê trên địa bàn huyện Đắc Hà. Bên cạnh các chi phí đầu tư, nhân công thu hái, họ còn nộp sản lượng cho công ty theo hợp đồng đã ký kết. Khó khăn lại chồng chất khi năng suất tại các vườn cây giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019 do diễn biến thất thường của thời tiết. Cái giá cà phê nó từ năm ngoái năm nay nó xuống hơi thấp. Cái thứ hai nữa là cái việc mà nó cũng rất nhiều cái liên quan đến cái vấn đề mà sản xuất kinh doanh của công ty, cũng như là người lao động, thu nhập của người lao động. Thì quan tâm nhất là cái thu nhập của người lao động. Với cái giá cà phê như hiện nay thì người lao động thì phải nói là cũng khó khăn. Năng suất thì nó giảm hơn so với năm ngoái và cái giá bán thì thu nhập thì kém. Tại các hợp tác xã kinh doanh cà phê, bức tranh về thu nhập cũng không khả quan hơn. Nhiều hộ dân tham gia hợp tác xã áp dụng công nghệ cao trong quá trình canh tác với mong muốn giá cà phê được bình ổn. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vật tư, nhân công tăng cao, các thành viên của các hợp tác xã này chỉ có thể lấy công làm lợi. Khi vô tham gia hợp tác xã thì cái giá thành sản phẩm mình được bình ổn giá và có được quyền lợi nhiều hơn. Nói chung quy là cũng có gì, bởi vì như theo như bây giờ hiện tại là giá công và giá sản đầu tư phân bón và có thứ năm nay là nó cao hơn, và công hại và công năm nay cũng hạn hẹp nhưng giá cả là nó cao, còn lại thì ngược lại thì cái giá thành sản phẩm thì lại tụt nên cái lợi nhuận hạn chế rất nhiều so với các năm. Như rất nhiều hợp tác xã khác trên địa bàn huyện Đắc Hà, hợp tác xã Tân Sang Hoàng, xã Hà Mòn đang gặp khó khăn về vốn để xoay vòng đầu tư cho vụ mới. 10 tấn nhân cà phê của vụ cũ chưa kịp xuất bán do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong khi từ đầu vụ đến nay, hợp tác xã tiếp tục nhập về trên 300 tấn cà phê tươi từ các thành viên và người dân. Dù đã liên kết với các đơn vị phân phối, nhưng hợp tác xã vẫn thiếu vốn đầu tư cho các hội viên chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Hợp tác xã là vừa mới thành lập, nên và trúng vào cái dịp vì COVID, và lại cà phê hiện nay cũng đang xuống giá thì nó tác động rất là lớn đến người là
đến thành viên của hợp tác xã cũng như là hoạt động của hợp tác xã cụ thể như sao về giá cà phê, về riêng về các thành viên của hợp tác xã đấy thì là cái giá cà phê xuống thì là mà nhân công lao động lại tăng, vậy phá phân bón thì nó cũng không có xuống, cho đến là nó hầu như là cái người dân ở đấy là trừ đi chi phí đi là nó không có lại. Vâng, còn về cái hoạt động của hợp tác xã thì vì là cái mùa Covid vừa rồi là hợp tác xã là tiêu thụ sản phẩm bị hẹp lại, ít lại, cho nên cũng là tạo ra cái tồn kho cho hợp tác xã, và là tồn kho ở đấy là gần số kho vừa nguyên liệu đầu vào và vừa cái sản phẩm đầu ra. Chính vì vậy là nó tác động rất là lớn đến cái nguồn vốn để xoay vòng. Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Đắc Hà với tổng diện tích gần 12.300 ha. Để khắc phục khó khăn cho người trồng cà phê, các địa phương vận động người dân trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày trên các diện tích cà phê già cỗi đã nhổ bỏ, đang trong quá trình phơi đất, đồng thời trồng xen cây ăn trái trên các diện tích cà phê tái canh. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Thực hiện tái canh đối với diện tích già cỗi. Trong quá trình mà chuyển đổi tái canh thì trong những năm vừa rồi thì bà con tận dụng cái thời gian của phục hồi đất ấy, thì trong các loại màu thì cũng có thu nhập. Khẳng định rằng là cái thu nhập từ các cái màu hiện nay nó như bí ngô đậu khoai thì nó có cao hơn với cái cà phê hiện nay, thì bà con đang tận dụng việc này được 2 đến 3 năm trong cái việc là trồng màu. Việc thứ hai nữa là đang thực hiện thì chủ trương là chuyển đổi một số mà diện tích mà không phù hợp để sang trồng một số loại cây trồng khác, đặc biệt là cây ăn quả. Tức là một số diện tích thì đang trồng xen và có định hướng cho việc là tận thu cà phê cho đến khi là có thu nhập từ các loại trái cây. Ngoài ra thì chưa có các cái loại cây trồng khác để thay thế cho cây cà phê. Bởi vì là phần lớn người dân ở đấy là đã quen với canh tác cây cà phê cũng như các cái kỹ thuật về thâm canh, và cái loại cây trồng khác thì đang còn e ngại về vấn đề đầu ra. Trong mấy năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2020 thì do tình hình dịch bệnh Covid xảy ra thì cũng đã làm ảnh hưởng chung đến cái tình hình phát triển và cái thu nhập của bà con, đặc biệt là đối với bà con trồng cà phê. Và giá cả các mặt hàng nông sản, đặc biệt là cà phê thì xuống thấp trong mấy năm gần đây, cho nên là cũng làm ảnh hưởng đến cái thu nhập lớn của bà con. Đặc biệt là trong năm 2020 thì cái tình hình dịch bệnh trên gia súc xảy ra diện rộng trên địa bàn, và giá cả các cái vật tư nông nghiệp thì có tăng cao, cho nên là cũng làm ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà chi tiêu của người dân. Chi phí đầu tư cao, giá thành thấp, nhân công thu hái thiếu, đó là những khó khăn mà người trồng cà phê huyện Đắc Hà đã và đang phải đối mặt. Và ngay cả trên những diện tích cà phê tái canh, người dân tiếp tục đối mặt với khó khăn mới là phòng chống sâu bệnh. Hiện nay có khoảng 80 trên 90 hecta cà phê tái canh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 704 bị bọ cánh cứng gây thiệt hại. Một số diện tích cây đã chết, buộc phải trồng lại, phần còn lại sinh trưởng phát triển chậm. Trước mắt, để đối phó với bọ cánh cứng, người dân địa phương đã huy động nhân công đi bắt bọ vào ban đêm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện bọ cánh cứng vẫn xuất hiện trên nhiều diện tích và có nguy cơ lây lan sang diện rộng. Cái bọ hũ anh em nhìn thấy ở đây là cái đối với gia đình người ta rất là chăm chút này. Đêm nào cũng bắt, phun thuốc hàng ngày. Mà còn thế này, còn những cái diện tích hầu như là phải hỏng đến 70-80%. Cái thứ hai nữa là bây giờ là cái khi mà nếu theo cái chủ trương của công ty là từ cái lúc đặt cây cả xuống mà đến 3 năm sau mà công ty thu sản thì nó thực sự là người dân không 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 đáp ứng được cái yêu cầu theo cái hợp đồng khoán 3 tấn 3 sản như thế này, mà 3 năm sau mà phải nộp
thì anh nói có hái hái hết thì mai ra mới đủ, nếu mà theo những cái diện tích như thế này. Bên cạnh nỗi lo về những thiệt hại do bọ cánh cứng, trên nhiều diện tích tái canh cà phê của huyện còn xuất hiện bệnh tuyến trùng. Nhiều cây cà phê đã bước vào giai đoạn kinh doanh nhưng người dân phải nhổ bỏ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân nhận khoán của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 704 lo ngại năng suất thu hoạch trong thời gian tới không đủ nộp sản lượng cho đơn vị. Cái cây cà phê trồng ấy bây giờ là xong mùa mưa, hết mùa mưa thứ hai rồi. Thì ra nó bị bệnh này, thì nếu mà như nó bị bệnh như này nữa thì bà con nông dân là không có khả năng trả sản cho lo công ty. Là mong là làm sao là các biện pháp khoa học về lâm nghiệp, công nghiệp và để giúp đỡ cho bà con cái bệnh tuyến trùng này. Tôi cũng đề nghị bên công ty, tổng công ty Vina Cà Phê Việt Nam là xem mà có cái biện pháp để giảm cái sản cho bà con. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 704 có gần 37 hectare cà phê tái canh đã bước vào kinh doanh. Do ảnh hưởng bởi bọ cánh cứng và bệnh tuyến trùng đã khiến diện tích này không đạt năng suất theo yêu cầu. Trước mắt, công ty chưa tiến hành giao khoán sản phẩm trên diện tích này. Nói đến cái vấn đề mà đến năm thứ tư phải thu sản, thì thực tế là công ty này đã làm, đã trồng năm 1, chăm sóc năm 1 và cũng có một số diện tích chăm sóc năm 2. Thì chưa vào giao khoán. Thế cho nên bây giờ đang khoán ở cái giai đoạn mà chăm sóc thôi. Còn lại bước vào kinh doanh năm 1, năm 2, rồi đến năm 3, năm 4. Thì đến cái thời kỳ đó chúng tôi sẽ tổ chức người lao động và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam cũng như các cái công ty này. Và cùng với người lao động phải họp lại để thống nhất lại thêm phương án khoán thu như thế nào để giúp cho người lao động. Vừa qua công ty đã có một số diện tích là do bọ cánh cứng phá hoại, cho nên thời gian thì bước vào kinh doanh mà thực tiễn đi kiểm tra thì cái sản lượng không có, có rất ít. Thế vậy là công ty là sẽ có cái chính sách, vì là chưa thể giao khoán cho người ta theo cái cà phê kinh doanh ổn định được, thế thì phải có một cái chính sách để làm sao giúp cho người lao động để bớt cái khó khăn thôi. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, huyện Đắc Hà tiếp tục thực hiện tái canh trên 1.000 hectare cà phê rạ cỗi, trong đó diện tích tái canh của người dân gần 600 hectare. Toàn bộ diện tích cà phê tái canh đều sử dụng các giống mới cao sản như TRS1, TR4, TR9. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo yêu cầu tái canh theo hướng bền vững. Trong cái giai đoạn 2020-25 thì huyện đảng bộ cũng đã đưa vào cái chỉ tiêu trong cái nghị quyết của đại hội là xây dựng thương hiệu cà phê vươn tầm quốc tế. Cho nên là sau đại hội là huyện cũng chỉ đạo các ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cái chỉ tiêu nghị quyết này đến người dân là giữ vườn cây và chăm sóc vườn cây theo cái hướng ứng dụng công nghệ cao, về ứng dụng nông nghiệp hữu cơ vào cái vườn cây mà người dân đã có. Và song song với việc đó thì cũng vận động bà con là trồng xen các cái loại cây ăn trái có giá trị cao trên cùng một cái diện tích cà phê để tăng cái thu nhập trên cùng một diện tích. Và đồng thời huyện hàng năm thì cũng đã thành lập một cái đoàn để mà kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền vận động cho người dân để thực hiện cái việc mà thu hái quả chín đạt tỷ lệ trên 95% theo cái nghị quyết đã đề ra. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã công nhận vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đắc Hà với quy mô gần 1.940 hectare. Ngoài ra, huyện đặt ra lộ trình cho việc xây dựng thương hiệu cà phê vươn tầm quốc tế. Tuy nhiên, với thực trạng đã và đang diễn ra, người dân và cả các doanh nghiệp đang cần một điểm tựa đủ niềm tin, tiềm lực để hiện thực hóa lộ trình này.